rất là chiều luôn rồi. Thế thì uống viên canxi nữa vào. Canxi chứ đứa này xây ghế ra cái. Nắng để vầy. Hiếu ơi, đứa nào uống, đứa nào để. Không phải con nó sáng rồi. Thì không ai hay như chú mày. Không thì vứt ở bàn đâu, thì không nhét vào đấy có vậy. Rời rồi. Lấy ghế ngồi cho bà nào Hiếu ơi. Vanilla, quýt, vỏ dã và hơi đường. Và gặp ít cam sành mua vắt luôn đường rồi. Cam sành vừa chua ấy. Chua đâu cũng được. Làm miệng uống viên thuốc thôi, đủ cái độ hai dạ tay. Ít hơn chữa. Mai là thái mồm mà. Hôm nay vẫn khó. Dậy ra đây. Trước khi ăn chế uống cho nó giảm đau còn ăn được. Em kể đẹp trước hơn này. Thế? Cái gì? Mình kể cái cân này trong thân thôi. Thôi thôi không?